vân vân. Nhưng mà riêng hơi thở thì lúc nào vẫn cứ đều đều như vậy. Mật tông quan niệm là mỗi lần thở ra là một lần chết đi, mỗi lần hít vào là một lần tái sinh. Cho nên chúng ta sống chết trong từng hơi thở. Chúng ta chết đi sống lại trong một hơi thở thôi, ngắn gọn như vậy. Và những người sợ chết, và nói chung người phương Tây họ rất sợ chết, cho nên họ làm lơ việc thở ra. Mà thở ra là chết mà, cho nên họ làm lơ chuyện đó đi. Và họ rất ham sống, cho nên chỉ tập trung với chuyện hít vào thôi. Cho nên cách tập của Tây phương là hít vào rõ nhiều, rõ căng, không chú ý thở ra. Còn ngược lại thì chúng ta lại chú ý đến thở ra mà không cần chú ý đến hít vào. Đấy, đồng tỷ nó sai khác nhau như vậy. Hơi thở là cầu nối giữa ta thân xác với lại vũ trụ. Thở ra hết thì tự dừng lại, hít vào xong thì cũng tự dừng lại. Thời gian ngừng ấy rất ngắn cho nên người ta không để ý tới, ít khi ta để ý tới. Nhưng chính cái thời gian ngừng này cực kỳ quan trọng. Thời gian ngừng giữa hai cái nhịp hít vào thở ra vô cùng quan trọng. Nó làm cho phàm tâm của ta chấm dứt, tiểu ngã tan biến, và những điều bất ngờ khó tin có thể chợt đến. Chúng ta chợt nhớ ra điều gì, bảo đảm cái ý nghĩ ấy nó đến vào lúc ta đang ngừng thở, người ta không để ý đến nó thôi. Đấy. Và sau này nếu chúng ta luyện tập mà kéo dài được thời gian ngừng thở ra thì ở đó chúng ta sẽ có rất nhiều điều bất ngờ, bất ngờ đến mức độ không nào tin được nó chợt đến với ta. Hơi thở là cầu nối giữa ta với thân xác và vũ trụ. Đông phương quan niệm là hơi thở quan trọng, cho nên rất chú ý đến thời điểm ngừng thở. Cho nên Đông phương chú ý thở bốn tỷ. Ngừng thở rất quan trọng, ngừng thở càng lâu càng tốt. Nên môn học thì hơi thở vào là chạm đến trung tâm rốn, hít vào là chạm đến trung tâm rốn, và thở sâu vào bụng tức là hô hô hấp cho nó hơi thở nó đến tận trung tâm rốn của mình, thì cái hô hấp nó đến từng tế bào của cơ thể. Còn nếu thở ngược thì rất nông, không đến được. Tây phương thì chỉ có thở ra hít vào cho đến phổi thôi, cho đến phổi thôi. Quan niệm của Đông phương chúng ta về hơi thở như thế này. Đông phương quan niệm cái phổi như một cái bơm, lồng ngực như cái xi lanh, và cơ hoành chính là piston. Tôi nhắc lại, phổi là cái bơm, lồng ngực là cái xi lanh, và cơ hoành là cái piston. Thì cơ hoành nâng lên hạ xuống 1 cm thôi thì lồng ngực có thể hút đẩy được khoảng 250 cc không khí, mà cơ hoành của người bình thường có thể nâng lên hạ xuống tới 7 cm, nâng lên hạ xuống 7 cm. Cho nên cơ hoành là bộ phận hô hấp chính, chiếm 80% chất lượng của hơi thở. Cơ hoành là bộ phận hô hấp chính của cơ thể. Thở bụng thì cơ hoành lên xuống nhiều nhất, nên tốt nhất, hợp với sinh lý tự nhiên nhất. Thở bụng, cơ hoành nó lên xuống này. Mỗi lần thở như thế là ta chạm vào trung tâm rốn của mình. Trung tâm rốn là huyệt đan điền. Tôi nhắc lại, trung tâm rốn rất quan trọng, và chúng ta sẽ có một khóa học đi sâu về cái trung tâm rốn này. Nếu như các bạn cảm thấy ngỡ ngàng rằng chỉ có thở không mà đã cả một buổi học rồi, thì đến khi đến trung tâm rốn chúng ta còn thấy gì này, nguyên cái trung tâm rốn thôi chúng ta nói cả một buổi, nó quan trọng vô cùng. Đấy, nó chạm đến trung tâm rốn cho nên ta được sống trọn vẹn an lạc và hạnh phúc. Trung tâm rốn quan trọng lắm, nó chạm vào đến nó thì ta sẽ được sống như thế, an lạc hạnh phúc, sống một cách trọn vẹn. Trẻ nhỏ thì nó luôn luôn thở vào bụng thôi. Chúng ta để ý trẻ con, đứa trẻ con nó nằm nó ngủ, nó nằm thì cái bụng nó phập phồng lên xuống, chứ là nó thở bụng. Con chó con mèo nó nằm nó cũng thở bụng. Đấy, trẻ con nó luôn luôn thở bụng cho nên nó tràn đầy sức sống, hạnh phúc. Nó luôn trong hiện tại, không quan tâm đến quá khứ, chẳng màng tưởng đến tương lai. Đấy, thở bụng như thế. Trong khi người lớn thì lại có thói quen thở ngực. Thở ngực cho nên không đủ sâu để chạm tới trung tâm rốn. Vì vậy, người lớn luôn luôn sống trong ly tâm bất an, nháo loạn. Theo Đông phương, người nào luôn thở sâu xuống bụng ở nơi không khí trong lành thì sẽ được cung cấp đầy đủ oxy và khí prana. Tôi xin dừng lại để nói khí prana. Khí prana tạm dịch nó là thiên khí,
Điều này Tây Phương chỉ cảm nhận được thôi chứ không hiểu nó, chứ không hiểu nó. Đấy, oxy và prana nó là hai yếu tố dinh dưỡng thiết yếu cho sự sống. Nó sẽ không vì đủ oxy và prana rồi, cho nên sẽ không bị cái bệnh nhũn não, bệnh ung thư, bệnh suy thận, suy tim. Đấy, cho nên chúng ta thở tốt là sẽ tránh được cả nhũn não, ung thư, suy tim, suy thận. Và nếu ăn theo thực dưỡng nữa thì nội môi trường tiềm sẽ càng khỏe, càng sống lâu, càng thông minh. Thở đúng mà ăn đúng thì như thế. Người thở nông vào ngực lại trong môi trường ô nhiễm, năng lực không thuần khiết, năng lượng không thuần khiết, cho nên mà lại ăn huyết nhục nữa, đường, sữa, đạm, động vật vân vân, sẽ tạo ra môi trường axit nên nhiều bệnh ốm đau, chóng già, chóng chết. Đấy là chuyện tất nhiên. Con người hiện đại quen thở nông, cho nên thiếu oxy và khí prana, toàn thở ngực để thở nông. Lại ăn uống xa rời truyền thống nên sức sống giảm, thông minh kém, tuổi thọ thấp. Và có thể nói rằng con người văn minh là một con người bệnh hoạn. Tôi nhắc lại, con người văn minh là con người bệnh hoạn. Khi tôi viết ý này đến nhà xuất bản thì người ta chữa cho tôi là con người văn minh rất dễ bị bệnh hoạn. Nhưng mà không phải, các vị không hiểu. Con người văn minh thực sự là con người bệnh hoạn. Sống sai, sống không đúng, ăn uống sai, thở sai, cho nên rất bệnh hoạn. Cách thở của trí thông minh, cách thở ảnh hưởng rất nhiều đến trí thông minh. Ở giai đoạn trẻ nhỏ thì trẻ luôn luôn thở bụng, thở rất tự nhiên. Cho nên ở tiểu học, trẻ con, các cái học trò gái và học trò trai thông minh ngang nhau. Do đặc điểm tâm lý, giáo dục và đặc biệt là bà mẹ luôn luôn nhắc nhở con gái, cho nên con gái luôn luôn chăm chỉ, chu đáo, cẩn thận, cho nên điểm nó cao hơn, luôn luôn cao, nhất lớp thường là con gái. Nhưng mà khi nhớ lên rồi thì bắt đầu ý thức về, con gái bắt đầu ý thức về bộ ngực của mình, cho nên các trò gái bắt đầu không thở bụng nữa và thường chuyển sang thở ngực. Thở ngực như thế cặp vú nó to lên, nhưng trí thông minh lại giảm đi. Thở ảnh hưởng đến trí thông minh rất rõ. Ở loài vật, cái bầu vú của nó chỉ to khi nó nuôi con thôi. Nhưng ở loài người thì người ta luôn luôn giữ cái bầu vú to, không biết để làm gì không biết. Nếu mà nó nhỏ quá là cảm thấy là ngượng, cho nên đi bơm silicone cho nó to ra, cố gắng làm sao nó càng to càng tốt. Và bây giờ trên tranh ảnh và các thứ là người ta rất chú ý đến làm sao cho quay được những cái cảnh mà cái hai cái bầu vú rõ to càng tốt. Tôi nhìn thấy thế tôi thấy nó vô lý quá đấy. Đúng cái mặt sinh học như thế là rất không cần thiết. Không nuôi con bầu vú to để làm gì? Và cũng rất lãng phí, nặng nề. Các võ sĩ có giờ nó to thế đâu. Những người vận động viên làm sao to thế, làm sao mà chạy được, làm sao mà nhảy được, vân vân đấy. Nhưng mà cái đáng nói hơn cả là gì? Khi cái bầu vú to lên rồi thì trí thông minh giảm đi. Đây là điều rất rõ. Cho nên ở loài vật, chỉ khi nào nuôi con bầu vú nó mới to lên thôi. Vì vậy cho nên ở loài vật không có sự sai khác nhau về sự thông minh giữa giới tính. Còn loài người thì có sai khác. Loài người có sai khác. Sai khác không phải là bẩm sinh, mà sai khác là vì do người ta chú ý đến bộ ngực, thở nông. Chú ý bộ ngực, muốn ngực to lên phải thở nông, và thở nông thì thông minh giảm đi, có thế thôi. Các lực sĩ, nhất là các môn thể dục hình thể, thì luôn luôn luyện tập để phô trương cái bộ ngực mình nở ra, nở nang, bụng 6 múi. Họ cảm thấy rất hãnh diện về cái đó. Nhưng mà gì? Chính cái kết quả luyện tập của họ làm cho ngực to ra, bụng 6 múi lên, cho nên họ thuộc loại tứ chi phát triển đầu óc dạng đỡ. Và thường là chết non. Các vận động viên Yasin, danh thủ nổi tiếng thế giới, sống cố được đến năm 60 tuổi cũng chết. Maradona gần đây cũng đến 60 tuổi thì chết. Đại khái như vậy. Và nhân đây tôi xin nói, tôi có một học viên năng lượng sinh học. Ông ta là một cái người trông già khó này, già lắm. Tôi tưởng ông quá già, nhưng thực ra xích soát với tuổi của tôi. Mà tôi cứ phải gọi ông bằng bác xưng cháu. Tí nữa tôi sẽ nói cụ thể về trường hợp này. Thở sâu thông bụng, thì người nào càng có thói quen thở sâu thông bụng thì thể năng lượng phát triển. Trung tâm rốn mà, năng lượng đấy.
thở sâu xuống bụng thì thể năng lượng phát triển, trí thông minh nhạy bén, và đặc biệt các vị giác ngộ là gì? Không bao giờ suy nghĩ nữa. Ngày xưa khi mới bắt đầu tìm hiểu, tôi thấy là gì, nhà bác học vĩ đại nhất như Einstein thì mới sử dụng khoảng độ 5% công suất của bộ não. Và do đó tôi mới suy ra có nhẽ Phật Thích Ca, Chúa Giêsu là đã khai mở tới 100% công suất bộ não. Nhưng này sau này đọc thì tôi thấy là các vị không bao giờ nghĩ, hỏi để trả lời ngay, không bao giờ nghĩ cả. Đấy, thế thì tìm hiểu mãi cho thì ra là các cụ không suy nghĩ, nhưng mà trung tâm rốn các cụ sẽ phát triển. Và muốn trung tâm rốn phát triển thì phải thở bụng. Quan niệm về vấn đề này của Đông Phương rất rõ ràng, cho nên ảnh tượng giáo chủ Bồ Tát các thánh ở phương Đông luôn luôn có bụng to hơn người phương Tây. Ta xem Chúa Giêsu bụng lép kẹp, các cái thánh bụng lép kẹp, trong khi phương Đông thì bụng rất to. Đặc biệt là gì? Phật Di Lặc bụng quá to. Tất nhiên Phật Di Lặc không phải to như thế đâu, người ta cường điệu lên một tí, nhưng mà đúng là phương Đông ta bụng luôn luôn to. Ngồi thiền lâu ngày thì trung tâm thở từ ngực nó sẽ chuyển xuống rốn, cho nên bụng sẽ to ra. Nhưng mà nghị lực, lòng can đảm, trí thông minh, trí tuệ sẽ tăng lên vượt trội. Đấy, trung tâm thở ta ở ngực đấy, nhưng mà ngồi thiền lâu ngày thì bắt đầu là trung tâm thở nó xuống rốn, bụng to ra, nhưng mà nghị lực, lòng can đảm, trí tuệ tăng lên rất nhiều. Và do đó chúng ta sẽ thấy gì? Giữa cái đẹp bên ngoài và cái đẹp bên trong. Cái đẹp bên ngoài hiện nay phái nữ theo đuổi là làm sao có bộ ngực to, trong khi cái đẹp bên trong là bụng thì to nhưng mà thông minh, trí tuệ rất nhiều. Chúng ta chọn cái nào? Về mặt cấu tạo, con người có 5 thể. Đó là thể vật chất, thể năng lượng, thể trí, thể nhận biết và thể phúc lạc. Phương Tây chỉ nói con người như một thể thôi, đó là thể vật chất thôi. Nhưng mà thực ra phương Đông thấy nó có 5 thể. Sẽ có một khóa học chúng ta học về các thể này, phân tích mổ xẻ các thể này, các thể này, để thấy mỗi thể nó có một vai trò cực kỳ quan trọng của nó, và biết cách làm sao để phát triển các cái thể đó này. Thì hơi thở nó là cái vật chất, nó nối giữa cái thể vật chất là thể thứ nhất với thể trí là thể thứ ba. Đấy. Hơi thở nối giữa thể thứ nhất và thể thứ ba. Cho nên thở sẽ thu oxy và khí prana, thở sâu thì sẽ đủ khí oxy prana, còn thở nông thì không đủ. Và như chúng ta đã nói, hơi thở là dấu hiệu quan trọng để phân biệt sống và chết rồi. Nhịp thở của con người luôn luôn thay đổi theo tình trạng của tâm lý. Khi giận dữ, hơi thở khác hẳn với khi vui vẻ. Khi náo loạn, khác hẳn với khi bình an. Khi thôi thúc của tình dục, khác hẳn với khi tràn ngập của tình yêu thương. Cho nên cứ nhìn thấy, nghe hơi thở là biết ngay tâm lý người này như thế nào rồi. Ta sang nghĩ là hơi thở và cuộc sống. Bình thường là trong tâm trí. Khi tâm trí chúng ta đây rồi thì bắt đầu hơi thở. Và hơi thở để chuẩn bị cho hành động. Cho nên tâm trí, hơi thở, hành động là ba cái khâu nối tiếp nhau để mà trong cái hoạt động của cơ thể con người. Thế thì khi tâm trí thay đổi thì hơi thở thay đổi, và ngược lại khi hơi thở thay đổi thì tâm trí thay đổi. Mà chúng ta thấy gì? Có được một tâm trí ổn định rất quý, nhưng chúng ta khó làm chủ tâm trí lắm. Nhưng mà hơi thở thay đổi thì tâm trí thay đổi, vì vậy chúng ta có thể làm chủ hơi thở. Thay đổi hơi thở đi, tâm trí sẽ thay đổi rất rõ. Tí nữa chúng ta sẽ nói thêm là cái làm chủ tâm thể, làm chủ tâm trí bằng cách thay đổi hơi thở như thế nào rất rõ. Không ai có thể ăn uống, suy nghĩ, làm việc, vui chơi, khóc cười suốt cả ngày, nhưng hơi thở thì không bao giờ ngừng được, luôn luôn không lúc nào ngừng được. Cho nên làm chủ hơi thở là cách rèn luyện tích cực, tinh tế và hiệu quả nhất. Mình nhắc lại, làm chủ hơi thở là cách rèn luyện tích cực, tinh tế và hiệu quả nhất. Thở êm, sâu, nhẹ, dài thì tính tình điềm đạm, chín chắn, tế nhị, sống lâu. Giấc ngủ sẽ sâu, không cần ngủ nhiều. Bởi vì thở sâu thì đủ oxy và khí prana rồi, không cần ngủ nhiều, ngủ ít thôi vẫn cứ tỉnh đặc. Trái lại hơi thở ngắn, thô, giật cục thì tính tình nóng nảy, bộp chộp, không tế nhị, làm gì cũng khó thành và chết yểu.
Có một lần tôi đi dạy về dưỡng sinh, có một học viên thở rất nhanh, nghĩa là thở cứ như thế thôi. Tôi tưởng anh cậu ta mệt, nhưng mà mãi đến cuối buổi học vẫn cứ thở như thế. Tôi nói cậu phải tập lại thở, thở như thế ấy lắm, thở như thế rất hại, không sâu luôn luôn thiếu và sẽ chết non đấy. Nhưng mà không ngờ là cậu này sống đến năm 48, 49 tuổi thì chết. Đấy, kiểu như vậy. Tôi xin nêu một trường hợp khá điển hình là có một, sau ngày giải phóng, có một cái cậu thanh niên 19, 20 gì đó ở ngoài miền Bắc vào trong Nam. Lần đầu tiên được vào đây thấy các cái máy chiếu rồi các video clip rồi các băng ghi hình ấy, sướng lắm, nghe xem phim trường suốt một tuần lễ, thức suốt 6 ngày liền để xem phim trường, và cuối cùng là gì, não nó loạn xị lên, nó thay đổi đi, cho nên là gì, trở nên con người gần như là không làm chủ mình, tay chân cứ múa may quay cuồng như là người đánh võ này, chữa bao nhiêu nơi không khỏi. Cuối cùng thì cậu nghe tin đến chỗ tôi, và nó đến vào giữa buổi trưa, buổi trưa ăn cơm xong mình vừa mới nằm xuống thì có tiếng gõ cửa, mình bảo anh nào mà đến bây giờ này. Ra cửa thì nhìn qua cửa kính thấy nó đang múa máy bên ngoài, tôi sợ quá tưởng thằng điên nào nó đến. Nhưng mà cậu nó đến, nó nói là con là bệnh nhân này, con đến con nhờ thầy chữa. Thì tôi bảo cậu vào, và mình cũng chữa thông thường, thường lúc bấy giờ tôi đang chữa bằng năng lượng sinh học và chữa bằng châm cứu, 2-3 ngày không chuyển gì cả. Tôi bảo bệnh này khó rồi, và bây giờ không hiểu sao tôi lại nảy ra một ý như này. Tôi để cho cậu ta ngồi trên cái bàn, đặt cái đồng hồ báo thức trên bàn đấy. Tôi bảo cậu phải đếm cho tôi 1 phút cậu thở bao nhiêu nhịp, bởi vì tôi thở thấy nó thở ghê quá, thở không. Như vậy là 3-4 ngày vẫn không đếm được, tinh thần nó, cái trí tuệ nó bạc nhược, nó tán loạn hết cả rồi. Đến ngày thứ tư thứ năm thì mới bắt đầu đếm khi đúng khi sai, và suốt sau cả một tuần thì cậu này bắt đầu đếm tương đối đủ, tương đối đúng, là mỗi 1 phút nó thở 25 nhịp. Có chết người không rồi chứ. Mà các bạn thử suy nghĩ xem 1 phút mình thở bao nhiêu. Tôi lúc tập thì 1 phút tôi thở chưa đến 2 nhịp, còn đây 1 phút ở 25 nhịp. Thế và sau khi ổn định rồi tôi bảo bây giờ cậu chỉ được phép thở mỗi phút 20 nhịp thôi. Nó phải tập 4-5 ngày mới thở được 20 nhịp. Sau đó tôi bảo bây giờ 1 phút chỉ thở 15 nhịp thôi. Nó luyện đến 5-6 ngày mới bắt đầu thở 15 nhịp. Tôi bây giờ 1 phút chỉ thở 10 nhịp. Thở được 10 nhịp cũng hàng tuần sau. Thở được 10 nhịp xong thì tôi bảo bây giờ 1 phút chỉ nên thở độ 5-6 nhịp thôi. Nó thở được như thế thì tự nhiên hết hết bệnh. Đấy, thở đấy. Chữa bệnh không không có gì, không có tốn kém gì, không gì cả mà. Và sau đó thì cậu này làm chủ được tâm thức của mình rất tốt, và mở rộng ra các loài chúng ta thấy gì, các loài loài nào mà có hơi thở càng gấp càng nhanh thì chóng chết. Như con chó con lợn chỉ sống được độ chục năm là cùng, con lợn thì 6-7 năm, nhưng mà loài bò sát nó thở rất chậm rất êm thì nó sống đến hàng trăm năm, vài 300 năm. Người cũng vậy thôi, người nào mà thở êm sâu nhẹ dài thì sẽ sống lâu. Cho nên ngồi gần một người mà không cảm thấy bị tắc thở, không cảm thấy hơi thở của ta chỗ nào cả, thì người đó sẽ sống lâu và sống tế nhị. Còn người nào cứ thở ngọc con ngọc, bảo đảm chóng chết. Quan niệm của Đông Phương phải luôn luôn thở sâu, đặt sự chú ý, nhận thức rõ hơi thở của mình, luôn đặt sự tập trung vào trong từng hơi thở một, phải đặt sự tập trung vào từng hơi thở. Và với luôn luôn ý nghĩ rằng chỉ có một việc, chỉ có một điều duy nhất xảy ra trên thế giới này là hơi thở. Ngừng thở là chết. Cái sự sống chỉ có cái điều quan trọng nhất là hơi thở thôi. Cho nên phải chú ý đến hơi thở. Hơi thở hòa điệu nhịp nhàng thì tạp niệm giảm đi, tạp niệm mất đi, ý nghĩ sẽ đơn giản và thưa dần. Đấy, thưa dần ra. Hơi thở hòa điệu tuyệt vời, tuyệt đối thì mọi ý nghĩ hoàn toàn biến mất. Thở thật hòa điệu tuyệt đối thì không còn ý nghĩ nữa. Ngồi thiền là như thế đó. Và lúc đó ta sẽ trở lại trạng thái trống rỗng lặng, thảnh thơi, an lạc một cách vô cùng. Thiền là như vậy. Quan niệm của nhà Phật. Nhà Phật quan niệm rằng hơi thở chẳng những là mối, là môi giới giữa thân và tâm,
là cây cầu giữa sinh lý và tâm lý. Tôi nhắc lại, hơi thở là môi giới giữa thân và tâm, là cây cầu giữa sinh lý và tâm lý. Cho nên khi tâm loạn tưởng thì việc kiểm soát hơi thở, tức là thở trong chánh niệm, làm chủ nó là rất quan trọng. Làm chủ nó bằng cách gì? Thở cho đúng, thở trong chánh niệm chính là buộc cái tâm tán loạn nó vào hơi thở. Buộc cái tâm tán loạn vào hơi thở là đưa tâm về với thân, thực hiện thân tâm nhất như. Chúng ta đi chùa thường nghe nói thân tâm nhất như nhưng mà khó, có thể khó hiểu, nhưng mà hiểu rồi cũng chả biết làm nào để cho thân tâm nhất như. Thì muốn cho thân tâm nhất như là thế đấy, thở trong chánh niệm, hoàn toàn tập trung toàn bộ tinh thần ý nghĩ vào trong hơi thở, sẽ thực tập được cái đó, thân tâm nhất như. Kinh quán niệm hơi thở nói rằng thực tập phép quán niệm hơi thở thì thân tâm thư thái nhẹ nhàng, tâm trí lắng dịu tĩnh lặng thuần nhất. Quán niệm hơi thở là như vậy, thân tâm thư thái nhẹ nhàng, tâm trí lắng dịu tĩnh lặng thuần nhất. Quá tuyệt vời rồi. Chúng ta sống nào loạn thế, đã mấy khi chúng ta được trong cái trạng thái là tâm trí lắng dịu đâu, tĩnh lặng đâu, thuần nhất đâu. Có thể nói Phật Thích Ca giác ngộ một phần quan trọng là nhờ pháp quán niệm hơi thở. Tôi nhắc lại, Phật mà đắc đạo thì trong đó cái phần rất quan trọng là Ngài đã quán niệm hơi thở liên tục trong cả cuộc đời của mình. Nhiều thế kỷ về sau, kỹ thuật thở và quán niệm hơi thở được hoàn thiện, phổ biến, đã giúp cho rất nhiều người giác ngộ. Thở quan trọng như vậy. Tôi bản thân tôi thấy là từ khi tôi thay đổi đến giờ, tôi thay đổi về mặt tâm linh đến giờ, thay đổi về mặt con người, phong cách sống đến giờ, chính là sau khi tôi tập hơi thở. Tập hơi thở như thế này, tập hơi thở, quán niệm hơi thở đã giúp nhiều người giác ngộ. Làm chủ hơi thở là làm chủ thân tâm. Chúng ta biết thân tâm nó tán loạn, tâm viên ý mã, loạn xị, quán loạn hết cả lên. Thì bây giờ làm sao làm chủ được nó? Chính là phải thở, phải chú tâm vào hơi thở. Biết cách thở đúng là biết cách sử dụng, phát huy kho tàng sinh lực vô tận của chính mình. Thở đúng là phát huy và sử dụng kho tàng sinh lực vô tận của mình, từ đó mà an lạc, vui vẻ, hạnh phúc. Thở đúng thì các tuyến nội tiết hoạt động sung mãn, mọi tế bào trong cơ thể được buông thư, thả lỏng. Đấy, thở làm cho tuyến nội tiết hoạt động và tế bào được thả lỏng, buông thư. Rồi, năng lượng của từng tế bào được tăng cường, đề kháng tốt, miễn dịch tăng, cho nên chống bệnh hiệu quả. Cho nên một trong những phương pháp quan trọng nhất để trong dưỡng sinh, để phòng bệnh, chữa bệnh là phải thở, thở cho đúng. Đây là điều mà rất quan trọng mà hầu như chúng ta quên. Và phương Tây thì chả bao giờ nghĩ đến chuyện chữa bệnh bằng hơi thở cả. Mặt khác, tế bào bình thường rất cần oxy. Tế bào bình thường ta rất cần oxy, trong khi tế bào ung thư nó không cần nhiều oxy. Nó có thể sống trong điều kiện thiếu oxy ở cấp độ tế bào, thiếu oxy mấy nó vẫn sống được. Vì vậy nếu chúng ta thở nông vào ngực sẽ không có cấp đủ oxy và khí prana, cho nên tế bào bình thường suy yếu, còn tế bào ung thư chẳng ảnh hưởng gì cả. Cho nên là gì? Nó lấn lướt. Trái lại, nếu chúng ta tập để cho đúng cách thì thu được nhiều oxy và khí prana, thì tế bào bình thường sẽ phát triển và do đó mới có khả năng lấn lướt khống chế tế bào ung thư được. Cho nên muốn chống bệnh nói chung, chống bệnh ung thư nói riêng là phải thở. Thở tốt vô cùng quan trọng. Đây là điều vô cùng quan trọng, nhưng y học hiện đại chưa hiểu nổi, chưa hiểu tới điều này, chưa hiểu tới điều này. Luyện thở là như thế này: luôn chú ý rèn luyện hơi thở và cách rèn luyện tích cực, tinh tế và hiệu quả nhất. Tôi nhắc lại, rèn luyện hơi thở là cách rèn luyện tích cực, tinh tế và hiệu quả nhất. Đó. Tập làm chủ hơi thở phải được coi là một trong những nội dung quan trọng nhất để rèn luyện, nâng cao sức khỏe, tinh thần, nhân cách của con người. Làm chủ hơi thở là cái nội dung quan trọng nhất để rèn luyện, nâng cao sức khỏe, tinh thần, nhân cách của mỗi con người. Sức khỏe tinh thần thì chúng ta có thể là
còn hơi ngạc nhiên một tí, nhưng mà nhân cách của con người rất rõ ràng. Một cái người có nhân cách cao không bao giờ thở hồng hộc, thở rất êm, rất nhẹ. Đó. Cho nên thở bụng êm, sâu, nhẹ, dài thì khí prana sẽ thấm vào hệ thần kinh, từ đó mà mang sự sống tới khắp toàn thân, tạo ảnh hưởng tốt đến não, hoạt động sung mãn, cho nên thông minh. Thở sâu thông minh, tim và thận hoạt động tốt nên mạnh khỏe sống lâu. Thở sâu mạnh khỏe sống lâu. Thở sâu còn tạo ra nguồn năng lượng sinh học, là yếu tố rất quan trọng của sự sống. Chúng ta sẽ có một cái phần học về năng lượng sinh học. Chúng ta thay thu năng lượng vũ trụ vào mình, và có năng lượng này rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Nhưng mà phải để sau này, bởi vì là cái đó phải mở luôn xa trên cái học tập trung, chứ qua online này không học được. Chúng tôi định cho nó vào sớm đấy, nhưng mà không đưa vào được. Hòa thượng Thích Thông Bửu, ông có nói về hơi thở như thế này: hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rốn thật lâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Tức là gì? Hít vào để ở rốn, để rốn thật lâu rồi, tức là ngừng thở đấy, ngừng thở thật lâu rồi sau đó mới thở tiếp. Về cái một cái tấm gương nữa về thở, tôi muốn nhắc đến là bác sĩ Nguyễn Khắc Việt. Bác sĩ Nguyễn Khắc Việt tốt nghiệp Đại học Y khoa ở Pháp năm 1942, khi ông 25 tuổi. Đến năm 43 thì phát hiện ông bị lao phổi rất nặng, phải giải phẫu 7 lần, cắt bỏ toàn bộ phổi bên phải, 1/3 phổi bên trái và 8 xương sườn. Các bạn thử tưởng tượng xem một người như thế thì còn gì nữa đâu. Giải phẫu 7 lần, cắt bỏ toàn bộ phổi bên phải, 1/3 phổi bên trái, 8 xương sườn. Chỉ còn lại có gì? Có 2/3 lá phổi thôi. Y khoa của Pháp bây giờ nói rằng ông may lắm sống được 2 năm nữa. Sống 2 năm nữa thôi. Trong thời gian chờ chết ấy thì ông đã tìm đến y học, Đông y học cổ truyền, và tập thở. Ông tập thở, ông kết hợp cái kiến thức Tây phương với cái kỹ năng của Đông y học cổ truyền, và ông đã khỏi và sống thêm được 50 năm nữa. Hoạt động rất tích cực, rất hiệu quả trong lĩnh vực y học, triết học và giáo dục. Ông đã từng làm viện trưởng viện giáo dục. Ông sống khỏe mạnh cho đến năm 85 tuổi, và ông nói như thế này: thở đúng sẽ chữa khỏi các bệnh về hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, đồng thời làm chủ tâm thức, bình an, chống stress. Xã hội bây giờ stress quá nhiều, cho nên là muốn chống tập thở thôi. Tôi nhắc lại lời của bác sĩ Nguyễn Khắc Việt: thở đúng sẽ chữa khỏi các bệnh về hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, đồng thời làm chủ tâm thức, bình an, chống stress. Và mặt khác nữa, ông nói là bất kỳ lúc nào cũng thở được, ngồi họp cũng thở được, ngồi nghỉ cũng thở được, ngồi nói chuyện khi mà người ta nói mình thở, vân vân và vân vân. Đấy, nằm ngủ cũng thở được. Cho nên thở nó quan trọng như vậy. Và ông có một bài về và hơi thở như thế này: thoát bụng thở ra. Đầu tiên là thở ra, đúng không? Rất nhấn mạnh thở ra. Thoát bụng thở ra, phình bụng hít vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm, chậm, sâu đều, tập trung theo dõi, luồng ra luồng vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Bài vè của bác sĩ Nguyễn Khắc Việt cho ra thế gì? Thở nó quan trọng như thế. Cuộc đời ông sống lại được là vì thở, và ông đã làm cái bài vè như thế. Cho nên là gì? Thở quan trọng vô cùng, mà nếu như chúng ta kiên trì tập luyện đều thì 3 đến 4 tháng chúng ta mới thở được bụng, thở bụng được một cách tương đối chủ động và bình thường. 6 tháng sau mới thở bền vững. Cho nên mới tập đó vào, các bạn sẽ thấy gì? Nhẽ phải hít vào thì chúng ta lại hóp bụng, nhẽ phải phình bụng ra thì chúng ta lại đi phình bụng ra chúng ta đi thở ra, vân vân. Thở sai nhiều lắm, bởi vì vô lượng kiếp chúng ta thở sai rồi, bây giờ thở lại đúng khó quá. Mà xin thưa rằng thở đúng theo cách chúng ta là gì? Là thở theo nguyên thủy thôi, nó sửa thở bụng thôi. Chúng ta chỉ hơn là chúng ta đi sâu vào là hai cái giai đoạn ngừng thở, thế thôi.
Và thở như vậy là gì? Có bốn thì. Thứ nhất, thì thứ nhất là hít vào, hít càng nhiều càng sâu càng tốt, đồng thời bịnh phùng ra, bịnh bụng phình ra tối đa. Bước một đấy, hít càng nhiều càng tốt, càng sâu càng tốt, bụng phình ra tối đa, và ý thức theo dõi hơi thở từ mũi này đến đan điền, đến đan điền đấy. Đấy. Sau đó ngừng thở, ngừng thở cũng càng lâu càng tốt, quán chiếu thời gian ngừng thở, ngừng thở được càng lâu càng tốt, quán chiếu xem là nó thế nào. Và chính lúc ngừng thở ấy là lúc nhiều cái điều bất ngờ sẽ đến đấy. Sau đó thở ra thì nhẹ êm, càng triệt để càng tốt, và đồng thời hóp bụng lại thở ra, và quan sát hơi thở đi từ trong đan điền đi qua mũi đi ra đấy, quán chiếu hơi đi ra, sau đó ngừng thở là càng lâu càng tốt, và chuyển sang một nhịp thở mới. Thở đúng sẽ có tác dụng như là thiền, tác dụng như là thiền, mà thiền nhưng không phải là thiền, thế mới là thiền. Trong thiền có những câu như thế đấy. Thiền tác dụng như thiền nhưng không phải là thiền, thiền mà không phải là thiền, thế mới là thiền. Chúng ta ăn, chúng ta nhai, nhai ăn mà nhai cho đúng cách tác dụng như thiền, nhưng thiền không phải là thiền, thế mới là thiền. Nói như vậy chúng ta nhớ đến lục tổ Huệ Năng, ông không bao giờ ngồi thiền cả, ông thiền cho công việc. Mọi trường phái thiền là gì, đến đấy là chỉ có ngồi thiền thôi, nhưng riêng lục tổ Huệ Năng là gì, ông mới thấy ai ngồi thiền thì ông lấy chổi, ông lấy chổi ông đuổi ông đánh. Đấy, đại khái như vậy, thiền nhưng không phải là thiền. Thế bây giờ chúng ta dừng lại để mọi người hãy tập thở xem nhá. Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần, ngồi chuẩn bị tư thế, thế ngồi thật thoải mái. Sau đó thì tự hít vào bằng mũi một cách nhẹ nhàng, ý tưởng thu cái năng lượng vũ trụ tinh khiết vào mình, làm đi, rồi ngừng thở, cảm nhận cái luồng năng lượng ấy ở trong cơ thể, rồi thở ra bằng miệng với ý tưởng là đẩy hết tà khí ô trượt trong người mình ra, rồi ngừng thở một lúc lại hít vào. Chúng ta tập như vậy khoảng độ 3 đến 5 nhịp. Bây giờ chúng bạn đi tập thể nhẹ nhàng, đặt lưỡi lên trên răng hàm trên để nó nối mạch nhâm với mạch đốc với nhau thôi, đặt lưỡi trên răng hàm trên, ngậm miệng lại. À, có thể nhắm mắt hay không tùy, chú ý đến hơi thở, hít vào đầu mũi, nhẹ nhàng hít vào đầu mũi, ý tưởng đưa hơi thở từ mũi xuống đan điền, đồng thời phình bụng ra tối đa, quan sát hơi thở, ngừng thở, quan sát cơ thể ở trạng thái không thở. Rồi nhẹ nhàng đưa hơi thở từ đan điền lên qua mũi đi ra, từ từ hóp bụng lại và quan sát hơi thở đi ra. Cái hơi thở đi ra nó gấp độ 2 đến 3 lần cái thời gian hít vào. Ngừng thở, quan sát cơ thể ở trạng thái ngừng thở, nhất là quan sát cái đan điền. Rồi lại hít vào đồng mũi, ý tưởng đưa năng lượng, đưa không khí, đưa hơi thở xuống đan điền, đồng thời phình bụng ra và theo dõi hơi thở từ ngoài đi vào đan điền, phùng bệnh ra tối đa. Ngồi có cũng Ngừng hơi chút. thở, cảm nhận trạng thái cơ thể khi không thở, khi ngừng thở. Là phát triển.
nhẹ nhàng thở ra đường mũi, ý tưởng đưa năng lượng, đưa không khí từ đan điền qua mũi, từ từ hóp bụng lại và theo dõi hơi thở từ đan điền qua mũi, luôn luôn theo dõi hơi thở. Rồi ngừng lại, không thở, quan sát trạng thái cơ thể khi ngừng thở. Tập như thế đi, chúng ta tự tập. Hít vào, phình bụng ra, đưa không khí xuống đan điền, theo dõi hơi đi vào. Ngừng thở, theo dõi trạng thái cơ thể khi ngừng thở. Nhẹ nhàng thở ra, hóp bụng vào và theo dõi hơi thở từ đan điền qua mũi đi ra. Rồi ngừng thở, quan sát trạng thái cơ thể khi ngừng thở. Vâng, chúng ta tập đi, cô tự tập đi. Tập cho nó quen thôi, tập quen thôi. À, bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Đấy, chúng ta thấy đấy, thở là cả một vấn đề như thế đấy. Bây giờ qua cái trình bày vừa rồi thì chúng ta rút ra một điều tổng kết như thế này. Thở đúng và làm chủ hơi thở sẽ làm chủ sâu sắc tâm trí và thân thể. Tôi nhắc lại, thở đúng và làm chủ hơi thở sẽ làm chủ sâu sắc tâm trí và thân thể. Đã bao giờ chúng ta làm chủ tâm trí và thân thể của mình chưa? Và đây là thầm làm chủ sâu sắc nữa cơ. Người làm chủ được hơi thở là người tỉnh thức. Chúng ta rất mơ ước làm sao cho mình tỉnh thức, làm sao để đạt được thành tích, chính là gì? Làm chủ hơi thở. Người làm chủ hơi thở là người tỉnh thức. Ai muốn tác động tích cực đến các trung tâm của cơ thể thì trước hết phải luyện thở thật tốt. Tôi nói là cơ thể có ba trung tâm lớn là não, tim và rốn. Ai muốn làm chủ được trung tâm đó phải tập thở, luyện thở thật tốt. Chúng ta luyện thở đi. Rồi đến vài ba học phần sau nữa chúng ta sẽ gặp, chúng ta sẽ đề cập đến các cái trung tâm của cơ thể này, trung tâm cơ thể. Và một thiền sư nổi tiếng của người của người Thái Lan, ông nói một câu như thế này: hơi thở là cái sống động của cuộc sống, cái sống động của cuộc sống. Nếu hiểu giáo pháp là sự sống động của cuộc sống, sẽ cảm nhận được hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan trọng ngang nhau. Đó. Hơi thở là sống động của cuộc sống, giáo pháp cũng là sự sống động của cuộc sống. Và nếu nhận thức được thì chúng ta sẽ thấy hơi thở và giáo pháp quan trọng ngang nhau. Chúng ta đi đến chùa nghe các cái đến chùa đến nhà thờ là các cái vị truyền giáo nhớ nhắc nhở chúng ta rất nhiều các cái giáo pháp, nhưng mà có nghĩa không ai nói rằng giáo pháp quan trọng như hơi thở, hơi thở đúng quan trọng như giáo pháp. Đây là như thế đấy. Từ khi mở mắt chào đời đến khi nhắm mắt xuôi tay mà chưa có một giây phút nào ý thức được hơi thở vào ra của mình thì người đó đã sống xa rời chính mình, đánh mất chính mình. Từ khi ra đời cho đến khi chết mà chưa có giây phút nào ý thức về hơi thở của mình là coi như đánh mất chính mình. Các bạn thử kiểm điểm lại sao, đã lúc nào mà mình đã ý thức về hơi thở của mình chưa? Hay cứ mệt thì thở nhiều, thở nhanh, rồi bình thường thì thở chậm, không ý thức nữa. Có nghĩa là chúng ta đã đánh mất chính mình bao nhiêu lúc này rồi. Bây giờ phải tìm lại chính mình bằng chính hơi thở. Luyện tập hơi thở để thân tâm nhất như trở về với chính mình. Từ đó sức khỏe, tâm linh đều tăng tiến. Đấy. Luyện hơi thở thì sức khỏe, tâm linh tăng tiến và thân tâm nhất như, quan trọng vô cùng. Luyện thở đúng là phương pháp mầu nhiệm để đình chỉ loạn tưởng, tập trung tâm ý, khuất phục thân tâm, duy trì chánh niệm dẫn đến trạng thái tĩnh lặng
tăng thêm định lực, mở lối vào định tuệ, tiến tới minh giác lớn trường. Tôi nhắc lại, luyện thở đúng là phương pháp mầu nhiệm để đình chỉ loạn tưởng, tập trung tâm ý, khuất phục thân tâm, duy trì chánh niệm, dẫn đến trạng thái tĩnh lặng, tăng thêm định lực, mở lối đi vào định tuệ, tiến tới minh giác. Mỗi một ý là cả một nội dung mà chúng ta phải phấn đấu nhiều lắm mới đạt được. Nhưng nếu cứ tập thở đi, chúng ta sẽ đạt được tất cả. Và do đó, hơi thở vô cùng quan trọng. Mà lâu nay, nghĩ lại đi, chúng ta sẽ thấy chúng ta đã thở không đúng, thở sai rồi, thở bụng, thở nông, thở tùy tiện. Cho nên là sức khỏe chúng ta suy giảm. Bây giờ qua lớp này, đầu tiên chúng ta tập thở cho thật đúng. Và tôi nghĩ rằng về nhà, từ bây giờ trở đi là chúng ta phải luôn luôn ý thức về hơi thở, tập thở cho tốt. Và coi như là đủ cho ngày hôm nay. Chúng ta tạm dừng ở đây. Có ai có những ý kiến gì, trao đổi thắc mắc, chúng ta sẽ làm trong vòng khoảng độ 10 phút thôi. Sau đó là đi đến massage. Chứ hỏi nhiều quá thì cũng tốt, nhưng mà rồi không còn giờ. Ai hỏi gì thì nhắn tin luôn. Câu hỏi của Đỗ Vũ Thành Nhân. Nên thở bằng mũi hay bằng miệng vậy thầy? À, cái bài về của ông Nguyễn Khắc Viện đấy. Khi bình thường thì thở mũi, mà lúc gấp thì thở miệng. Nhưng mà tốt nhất là gì? Hít vào đồng mũi, thở ra đồng mũi. Còn nếu không có điều kiện như thế thì hít đồng mũi, thở ra đồng miệng, đều tốt. Còn lúc gấp quá thì hít đồng miệng, thở đồng miệng cũng được. Nhưng mà gì? Phải là luôn luôn theo dõi hơi thở, và hơi thở đúng đến đan điền, rồi ngưng thở, rồi thở ra, rồi ngưng thở, rồi hít vào. Đấy. Tốt nhất là hít thở mũi. Cho nên là gì? Khi chuẩn bị thở là tôi đề nghị là gì? Ngậm miệng, đặt lưỡi lên trên răng hàm trên để nối mạch nhâm đốc. Cho nên chỉ có thở bằng miệng, à bằng mũi thôi, không thở bằng miệng nữa. Đấy là cách thở tốt nhất. Thầy cho em hỏi là cái thời gian ngưng thở là bao nhiêu lâu? Con chạy bộ thì hay thở bằng ngực. À. Có sao không thầy? Gì? Con chạy bộ thì hay thở bằng ngực. Có sao không thầy? Bằng ngực đó hả? Không. Đấy là mình thở sai theo Tây Y, theo Tây Phương. Hãy cứ thở bằng bụng đi. Bạn cứ tập thở bằng bụng cho thật thạo vào, chạy bộ vẫn thở bằng bụng. Bởi vì bụng chứa được nhiều hơn, chứa được nhiều hơn nhiều. Chứ thở ngực thì nguyên phần phổi có bao nhiêu, thở bụng là xuống cả phổi lẫn bụng đều chứa được. Như vậy thì xúc sẽ dẻo dai hơn nhiều. Thưa thầy, ngày tập thở mấy lần và mỗi lần thở bao nhiêu phút ạ? Tập luyện cho nó thạo rồi thở suốt đời, bất kỳ lúc nào cũng thở 4 thì. Tôi lúc nào tôi cũng thở 4 thì. Còn mỗi ngày tập bao nhiêu là tùy mỗi người. Nhưng mà nếu tập tích cực thì phải 3 tháng trở lên mới thở được như vậy. Còn bình thường phải 6 tháng mới thở được. Muốn là chúng ta thở đúng, nhưng mà gì, bao vô lượng kiếp chúng ta đã thở sai rồi, bây giờ tập thở lại rất khó. Phải mang ý chí để mà tập thôi, không có cách nào khác được. Thưa thầy, một phút thở mấy hơi thở là tốt nhất? Tùy người chứ không thể quy định được. Thí dụ tôi thở một phút hai nhịp, thí dụ như vậy. Mà bây giờ để cho một người mới cũng bắt hai nhịp thì không chịu nổi. Ngược lại một người thở mỗi một phút 10 nhịp và bắt tôi thở 10 nhịp tôi cảm thấy không chịu nổi. Chuyên tùy mỗi người. Cố gắng thở được càng lâu càng tốt. Thời gian ngừng thở càng lâu càng hay. Đấy là tùy người, không có đáp số chung. Bởi vì mỗi một người là một tiểu vũ trụ nằm trong đại vũ trụ, không có vũ trụ nào giống vũ trụ nào cả. Lúc thở có cần giữ thẳng lưng không ạ? Nếu con thẳng lưng thì bị đau cơ hoành. Cái gì? Lúc thở có cần giữ thẳng lưng không ạ? Nếu con thẳng lưng thì bị đau cơ hoành. Lúc hít sâu, lúc trùng lưng thì con không bị đau. Tập đi, thẳng lưng, ngồi thẳng lưng lên, ngồi thẳng lưng lên. Đó. Và chỉ để cơ hành lưng xuống thôi. Thầy cho em hỏi, động vật không ăn muối, con người thì ăn muối thì khác nhau ở đâu ạ? Động vật không ăn muối nhưng mà liều lượng, hàm lượng muối nó rất gần, nhưng nó cần ít.
trong đất chúng ta có natri đấy chứ, đúng không? Khoáng từ đất mà ra biển thì biển có rất nhiều natri cho nó cứ rất cần, và đặc biệt cái giống con bò chẳng hạn, con bò con trâu là cứ lấy muối cho nó ra chén luôn thôi đấy, cho ăn muối thì rất cần. Có cái là gì, nó chưa biết ăn muối, chưa đủ thông minh để mà ăn muối, cho nên là có đến đâu ăn đến đấy thôi thì nó cũng quen đi đấy. Ngay cả việc ăn muối nhiều vấn đề lắm, dùng lửa hay lắm, nhiều vấn đề lắm, ngày mai chúng tôi sẽ nói. Nhân đây tôi xin nói các bạn tập thở thì nhân thể, tôi xin nói là nên tập thở bằng cách này nữa là gì. Bình thường thì cơ thể chúng ta cái mạch nhâm này có hai cái đường nó xoắn theo nó đi vào hai mũi. Một cái mạch nó đi vào mũi bên trái thì nó nhẹ nhàng, cho nên khi tập thiền, khi tập thở, khi ngồi lao động trí óc vân vân thì chúng ta nên thở bằng lỗ mũi bên trái. Trái lại cái mạch mà nó đổ vào lỗ mũi bên phải nó tăng thêm năng lượng rất nhiều, cho nên khi chúng ta lao động chơi thể thao mệt thì phải thở bằng lỗ mũi bên phải. Điều này rất hay, và tôi nghĩ rằng các vận động viên, nhất là các vận động viên thể thao ấy, khi chơi bóng đá chạy chẳng hạn, khi hoạt động là phải thở lỗ mũi bên phải, sau đó thì trở về thở lỗ mũi bên trái thì rất mau chóng trở lại trạng thái bình bình yên. Cho nên tập đi bằng cách là người thấp nhất hãy bịt bên phải lại thở bên trái, sau đó bịt bên này thở bên này bịt bên này, và nếu không chỉ ý tưởng thôi, tập chỉ độ 5 phút là thở được thôi mà không ai hướng dẫn cho chẳng ai biết được mà thở cả. Nhắc lại là gì, khi làm việc bằng trí óc, khi tĩnh tâm, khi ngồi thiền, khi chiêm nghiệm, chúng ta nên thở bằng lỗ mũi bên trái. Ngược lại khi lao động, hoạt động thể thao vân vân thì nên thở bằng lỗ mũi bên phải. Đó, về nhà chúng ta tập đi, tập nhanh lắm, tập 2 3 phút là xong rồi. Người nào chậm lắm thì chậm độ 10 phút là thở được rồi, mà không không ai biết để mà tập cả. Tiếp đi. Thời gian hít vào so với thở ra ngắn hơn hay dài hơn ạ? Thời gian hít vào ngắn hơn, thời gian thở ra dài gấp 2 3 lần thời gian hít vào cũng được. Đi. Khi con ngưng thở, nhịp 1 thì nhiều mà nhịp 2 thì ít, thở ra lại ngắn hơn thở vào. Khi ngưng thở thì hụt hơi, không còn thở ra êm được. Vậy có nên ngưng thở lâu không ạ? Tùy mình thôi đấy, mình như thế thì mình tùy mình thôi, làm sao thở ra ấy thôi, chứ không nên gò bó quá, phải tập trung vào để vào thở, nhưng đừng có gò bó quá, gò bó quá không thở được đâu, tùy mình thôi chứ không thể theo người khác được. Con đang hỗ trợ bệnh nhân COVID, nhưng bệnh nhân họ bị tấn công phổi, con hướng dẫn cho thở bằng bụng mà bệnh nhân họ không thở nổi. Thưa thầy, có cách nào giúp họ cải thiện hơi thở tốt hơn để duy trì oxy vào máu tối đa không ạ? Thứ nhất họ phải ý thức là phải luyện tập, chứ không phải là bảo bắt thở cho họ thở, không ăn thua, thở để dùng cho cả cuộc đời của mình, và phải nhận thấy rằng đã vô lượng kiếp chúng ta thở sai rồi, bây giờ tập rất khó, cho nên phải kiên trì thôi, chẳng có cách nào khác được, không có cái gì khác, cái gì cũng có giá của nó cả, kể cả sai lầm cũng có giá của nó, và đúng đắn cũng có giá của nó cả. Cho nên là người, và tôi quan niệm chữa bệnh là gì, người mắc bệnh là người có tội, chữa bệnh chính là rửa tội, rửa tội rất khó. Khí prana là gì vậy thầy? Nó xuất hiện khi nào? Nó gì, nó gì Khí kia, prana là gì vậy thầy? Nó xuất hiện khi nào? nó luôn luôn có trong vũ trụ, nhưng mà nói chung là khoa học và loài người chưa biết đến nó. Tôi lấy thí dụ như thế này, các nhà khoa học đã làm một thí nghiệm, lấy một cái cây trồng trong điều kiện lồng kính có thể đo được đầy đủ tất cả bao nhiêu không khí đưa vào, bao nhiêu nước đưa vào, bao nhiêu nguyên tố khoáng các loại đưa vào bao nhiêu, sau đó để nuôi dưỡng nó, và khi thu hoạch thì người ta cân tất cả hạt bao nhiêu, lá bao nhiêu, thân bao nhiêu, rễ bao nhiêu, củ bao nhiêu, và người ta thấy rằng luôn luôn đầu ra lớn hơn đầu vào,
đầu ra luôn luôn lớn hơn đầu vào, và khoa học bó tay. Thì chúng ta giải thích chính cái chênh lệch của đầu ra nhiều hơn đầu vào ấy, nó là do khí prana, là thiên khí đấy. Bây giờ thì chúng mới biết đến đó thôi. À, phương Tây thì vẫn chưa nghe thấy, mới ngỡ ngỡ, còn chúng ta biết rồi thì chúng ta lý giải nó đến đấy. Con thấy nhiều người nói hít vào 4 nhịp, ngưng 7 nhịp, thở ra 8 nhịp thì có đúng không thầy? Hít vào 4, thở ra ngừng 7 giờ 8 thì tùy thôi. Bây giờ một người mà không thời gian nhịn thở nó quá ngắn mà lại cũng 78 thì không được, cho nên tôi nói tùy người, chứ không có công thức nào cả đâu, không có công thức đâu. Bụng bự là tính như thế nào ạ? Cái gì? Bụng bự là tính như thế nào ạ? Làm sao để biết bụng chứa không khí nhiều hay ít? Con không biết được bụng mỡ và bụng lớn. Bụng mỡ thì nó dày, bụng không thường thì nó không dày. Thế thôi. Mỡ mà nó dày đặc hết thì rất to đấy, nhưng mà trong nó đặc tịt hết thì chẳng còn gì hết cả, toàn mỡ thôi. Thế còn người bụng to là mỡ nó không nhiều, bụng to do thở là mỡ nó không nhiều, để chứa được nhiều không khí. Rồi câu hỏi cuối cùng, thầy giải thích thêm để em hiểu rõ hơn về tinh khí thần. Cái này khá tinh tế. Cái gọi là tinh, nó tinh tế lắm, kể cả tinh của thức ăn lẫn tinh của tinh dịch và các tinh của sự sống. Đấy, tinh của Việt Nam rất là rộng, khái niệm rất rộng. Khí thì chúng ta biết rồi, thần tức là tinh thần thôi, thì cái tinh rất quan trọng. Và như thế này, nói chung là chỉ có phương Đông mới có khái niệm bất khả tư nghị, có những cái phải hiểu thôi chứ không diễn giải được. Đấy. Còn phương Tây thì người ta cho ngôn ngữ là diễn đạt được, cho nên cứ dùng ngôn ngữ để phân tích. Nhưng mà phương Đông nói ngôn ngữ bất lực, có nhiều khái niệm ngôn ngữ bất lực, cho nên ngôn ngữ là không đủ khả năng để diễn đạt được. Thế thì tinh là gì nó cũng thuộc vào cái đó, thậm chí tâm là gì cũng thuộc vào cái đó, không thể dùng lời nói được hết tâm là gì đâu. Và thậm chí chúng ta cứ nghĩ mà xem, con người là gì đâu ai nói được. Rồi nữa ai cũng biết, nhưng chỉ hỏi một câu thôi là tôi bảo đảm 8 tỷ người trên thế giới không mà trả lời được đâu. Ủa, nó là gì? Thời gian là gì? Ai cũng biết thời gian là gì, có đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường, nhưng chỉ hỏi một câu thời gian là gì, tôi bảo tất cả thế giới toàn nhân loại tịch. Có những vấn đề như thế đấy. Cho nên là gì? Những cái người mà theo khoa học, những nhà duy lý thì nó là trên đời này chỉ có những cái đã biết và những cái chưa biết nhưng sẽ biết. Đã biết và sẽ biết. Còn những nhà tâm linh là gì? Trên đời này có 3 cái: những cái đã biết, những cái có thể sau này sẽ biết, và những cái mãi mãi không bao giờ biết được. Đấy, khác nhau giữa cái nhà duy lý và những người tâm linh là chỗ này. Thôi nhá, tạm thời như vậy ha. Bây giờ các bạn thử nói qua sơ là cái cảm giác của mình tập là như thế nào nhỉ? Như vậy là đã có người đã nói rồi là gì? À, cảm thấy là nó hụt hơi quá. Đúng rồi. Bởi vì tôi hô là hô mức độ thấp mà tương đối là trung bình. Nhưng có những người mà thấp hơn thế thì không theo được. Có người cao hơn thế thì cảm thấy quá chán, vân vân. Cho nên phải tự mình tập lấy. Ừ. Các bạn cảm thấy thở thế nào? Thở 4 nhịp thế nào? Một số cô chú anh chị có thể mở mic ạ để đưa ra những cảm nhận. Việt Hoàng cảm thấy người nóng lên ạ. À, tuyệt vời. Thở mà cảm thấy người nóng lên là thở đúng đấy, rất tuyệt vời. Thấy phải con không thở ra mồ hôi thầy ạ. Con cũng ra mồ hôi thầy. Mọi người có thể đưa ra cảm nhận của mình. À, tốt thì mình vừa tập thở đấy ạ. Em mồ hôi có sao không? Ai cảm thấy khó không? Ôi là thải độc lên ấy. Có sao? Khó là tất nhiên thôi, chả có gì cả. Tôi lúc đầu tập đấy.
phình bụng ra thì lại còn đi, khó cái nóng mà đang phình bụng ra thì đi thở ra luôn, hóp bụng vào thì đi, đi lại đi là gì để hít vào sai đập đi một vài lần nó lỗi nó khuyết như thế thì biết là mình vô lượng kiếp mình vô minh mình sai rồi, thì bây giờ chú ý đến tập sáng nó quen đi thôi, không có gì cả. Có người bảo là hít vào là thoát hậu môn vào có đúng không? Thầy sao nó nóng mà nó nóng là có thầy nói là khó thở và theo dõi hơi thở đúng rồi tất nhiên em hơi lâu lâu chứng rõ đã biết không thấy khó mà vẫn không thở đúng chứng tỏ là mình chưa biết, đã không biết nhưng mà chưa chú ý. Còn cái người thấy khó là gì? Không biết nhưng đã chú ý. Còn những người là không biết mà không chú ý thì thấy gì? Không thấy khó. Thế thôi. Cũng như là rất nhiều người hỏi rằng là không biết tại sao tôi ngồi thiền tôi cứ nghĩ linh tinh trong đầu nên không thể ngồi thiền được. Thế có một trí thức đến hỏi tôi thế. Em ngồi thiền là cứ nghĩ linh tinh trong đầu. Thì tôi nói thế này. Đấy là điều đáng tốt. Đấy là điều đáng mừng. Bởi vì bình thường cậu còn nghĩ linh tinh hơn thế nhưng không biết. Bây giờ đã tập trung tư tưởng, đã biết là mình nghĩ linh tinh, thế là điều đáng mừng rồi. Nên đây đó là mừng rồi. Cách rời, tách rời giữa các ý nghĩ ra thì nó sẽ giảm dần. Ôi cậu vỗ đùi, ôi dồi tuyệt vời quá. Em hỏi biết bao nhiêu thiền sư mà không thiền sư nào trả lời được như vậy. Đấy là gì? Thế ơi, sao nóng cái thời thở nó nóng. Nói đùa, nó tốt tiến tánh thành Phật. Cậu sắp thành Phật rồi. Cho nên tập tiếp đi. Đấy. Đỗ Vũ Thành Nhân thấy tinh thần nhẹ nhàng. Đúng, rất tốt. Thấy sức khỏe. À, có người thì nói là con thấy thầy không cần kính, sức khỏe của thầy tốt quá. À, vâng, cũng là con luyện tập thôi. Thực ra là cô thầy, hồi còn bé, dưới dưới 35, 37 tuổi là sức khỏe dưới trung bình quá nhiều. Quanh năm ngày tháng ốm đau quặt quẹo, một tháng không được được 1-2 ngày là dễ chịu đâu. Nhưng mà từ khi mà luyện tập đến giờ thì thấy nó tăng lên rất nhiều. Cho nên tôi tập được thì tôi nghĩ mọi người cũng sẽ tập được và tất cả các bạn sẽ tập được. Cho nên vì thế tôi mới đặt thành là gì? Xây dựng một nền y khoa giáo dục. À, cảm nhận cuối cùng, lúc hít vào và ngưng thở thì con thấy hơi tức ở phần trên rốn chỗ bao tử, tâm trí ít suy nghĩ khi tập trung thở. Cũng là cái biểu hiện của cái người mới tập. Kệ nó, cứ làm đúng đi. Rồi các cái cảm giác tạp nham ấy nó sẽ hết dần.